Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Đây, hôm nay tiếp tục quay cần nha mọi người. Đây, đầu tiên là cái cần hai khúc này, và hai máy móc cứng 30 nha mọi người. Đấy, mình cũng nói luôn là cái độ cứng này á, cần nào nó ghi thì mình sẽ đọc cho mọi người nhé. Độ cứng này, độ cứng của nhà sản xuất nha mọi người. Chứ nhiều anh cũng rất là vớ vẩn. Nhiều anh mình bảo độ cứng 30, về mua về thì bảo nó mềm. Nó mềm lắm, không phải cứng 30 em ơi. Nhà sản xuất nó ghi cứng 30 mà giờ anh bảo không phải cứng 30, không biết là anh lấy lý do gì mà anh bảo không phải cứng 30 thì em cũng chịu. Mà thôi, không nhận thì chấp nhận thôi chứ em biết làm sao giờ. Nên cái nào nó ghi thì em đọc thế thôi. Đấy. Còn lại là không ghi thì em không ước lượng nha mọi người. Đấy. Sơ sơ người ta ghi sơ sơ đó mà khách còn cãi được, huống chi là giờ bảo em ước lượng rồi bảo không phải với không, mất lòng đó. Đấy, cảm thấy mua được thì mua nhá. Đấy, cần hai khúc. Đây, đọt của nó đây. Đấy, mình đúng cho mọi người thấy. Ok. Cái cần này dùng máy nằm nha mọi người, dùng máy nằm, máy ngang. Đấy. Màu hình rất là đẹp. Tay 95%. Đấy, hình rất là đẹp, trên 95%, bát Fuji. Đấy, ok. Cái cần dài 2m1, thu vào là 1m1 này, đọt 2 ly, cân nặng là 180g. Đây, giá của nó là 900. Cái này số 1. Số 1, 900. Tiếp theo là một cây cần Shimano. Cần Shimano nha mọi người. Đây, cứng 50, dài 4m. Đấy, nó có zoom nha mọi người. Zoom 3,5m, 4m. Đây, đoạn zoom của nó đây. Đây, zoom của nó, zoom 3,5m, 4m nha. Cần rất là đẹp. Cái cần này chỉ có bị một cái lỗ chỗ này nè. Nó bị xước chỗ này tí thôi. Đấy, bị cạ lúc hàng về nó cạ, nó xước một tí đoạn này thôi nha. Còn lại ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Đấy, không bị xước cái này thì cái cần này cũng trên 90%, đẹp rồi. Đấy, cần này là cần dây trong nhé, cần dây trong. Cần dây trong, ba lóng. Cần dây trong, ba lóng nha mọi người. Dây trong, ba lóng, có zoom Shimano, dài 4m, 3,5m, 4m, zoom đấy. Đấy, cứng 50. Ngoại hình cực đẹp. Đây, bát Fuji đây. Ok. Rồi, mình đọc thông số luôn. Cần này dài tối đa 4m này, có thể cao trong khoảng 3,5m này nè. Thu vào là 1m26, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 340g. Cái này số 2. Số 2, giá 1,4 triệu nha mọi người. Đấy. Rồi mới của nó là trên 90%. Đấy. Đấy, mình nói trên 90% là do bị cái vết xước này nha mọi người. Đấy, ba vết xước này chứ không là nó cũng là 95% trở lên rồi đấy. Đấy. Ok, số 2. 1,4 triệu. Số 3 là một cây cần của Waiko. Cần Waiko nha mọi người. Chất liệu cũng là carbon luôn, chất liệu cũng là carbon luôn. Bát Fuji này. Bát Fuji nhá. Fuji. Cái cần này ngoại hình trên 95% nha mọi người. Đấy. Cứng 30, dài 3m, có tất cả là 4 lóng nhá. Made in Korea, xuất Nhật nè. Korea xuất Nhật. Đấy, cái cần này carbon nha mọi người. Đây. Ủa, một cái này là đúng rồi, 4 lóng. Đây. Đây là đọt của nó, cần này cần dây trong nha mọi người, cần dây trong. Đây. Cái chỗ này nó đây này, cần này có cái đọt chỗ này có miếng sư giữ cho nó khỏi tụt luôn cái lóng này xuống nha mọi người. Đây. Đây. Có cái khớp giữ lóng này luôn. Ok. Cần dây trong nhé.
ngoại hình của cây cần này trên 90% nha mọi người, trên 90%, 95% trở lên đấy. Này, thằng này có nút đại bảo vệ đây nữa này. Đó, ok. Rất là đẹp nha mọi người. Carbon đây. Cái găng này lúc mọi người cao là mọi người rút ra như thế này nữa này. Nó có cái đoạn này như đoạn zoom á, nhưng mà thực ra thì zoom vào như thế này thì mình không thể cao được. Lúc cao là mình rút cái đoạn này ra, chẳng qua cái đoạn này là để cho mình thu gọn cái cần lại thôi. Thấy chưa? Đấy. Rất là đẹp. Cái này mà ai chê xấu nữa thì xin lỗi là không còn cái nào đẹp nữa. Cái này cái số 3. Số 3. 1 triệu 3 nha mọi người. Số 3 1 triệu 3. À đọc thông số chứ. Cái này dài 3 mét này. Thu vào là 1m29. Đọc là 3,1 ly. Cân nặng là 310g. Đấy, cân nặng 310g. Tiếp theo là một cây cần đây. Đọc số 5. Này. Cần này gọi ISO khoan lớn đây. Đọc số 5, dài 5m3 nha mọi người. Đọc số 5 dài 5m3 đây. Cái cần này máy in ra băng luôn này. Đấy. Cái này dính xi keo đây. Ok. Ngoại hình của cái cần này trên 90% nha mọi người, trên 90% rất là đẹp. Cần này là cần Daiwa nha mọi người. Đấy, cần Daiwa. Cần Daiwa, chất liệu carbon. Đấy, Daiwa chất liệu carbon. Dài 5m3, thu vào là 1m2, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 400g. Đấy. Này, chỗ này nó bị dính keo thôi, về lau đi là sạch thôi. Cái chỗ này băng keo dán nó dính thôi nha mọi người. Đấy. Cái cần này ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Cần khoan của nó này, khoan Fuji này. Đấy. Khoan Fuji, rất là đẹp luôn nha. Không lỗi lầm gì nha. Một lóng. Hai lóng, ba, bốn, năm lóng. Đấy, năm lóng rất là đẹp. 95% trở lên, rất là đẹp luôn. Đấy. Rồi. Thông số của nó đấy. Cái này cây số 4. Số 4. Số 4, 1 triệu tư nha mọi người. Số 4, 1 triệu tư. Đấy. Hôm nay toàn hàng siêu phẩm không à. Siêu tầm. Dư sức để siêu tầm. Đây, tiếp theo là cây cần này. Đấy. Simat 2 carbon nha mọi người. Đấy. Cây này là cứng 30, dài 40 chữ này. Đấy. Bát Fuji FX7 này. Fuji FX7 này. Đấy, mình đọc thông số cây cần này trước cho mọi người luôn. Đấy, cây cần này dài 4m4, 4m4, thu vào 1m3, đọt 3 ly, cân nặng 500g. Đấy. Cần này câu lục. Câu lục không bạc bãi cũng được. Đấy. Ok. Dàn khoan Fuji còn ok nha mọi người. Đấy. Nó có tất cả là 4 lóng. 4 lóng. Đấy. Ngoại hình của cái cần này trên 90%. Đấy, trên 90%. Đấy, chỗ này nhìn cái vết nó hơi sát sát một tí, không sao nhé. Đấy, đọt 3 ly,
đậu 3 ly rất là cứng cáp nha mọi người. Càng này càng số 5. Số 5. Số 5. Giá 950 nghìn. Số 5 giá 950 nghìn nha. Tiếp theo. Số 6 là một cây cần tay máy phụ carbon. Đấy, cần tay máy phụ carbon nha. Này, cần tay máy phụ carbon, đọc của nó đây. Ok. Cần tay máy phụ rồi mọi người biết rồi, đọc nó mảnh, mảnh dẻ như kiểu cần Ikeda vậy đó. Đây, 1. Lóng, 2 lóng. 3 lóng. 4 lóng. 5 lóng. 6 lóng. 6 lóng tất cả nha mọi người. 6 lóng tất cả. Càng này thì ngoại hình cỡ 90-95% trở lên, rất là đẹp luôn. Đấy, mình đã nói rồi. Video này toàn hàng tuyển không. Hàng để mua về siêu tầm, chơi cắt tủ cũng giá trị nữa. Đấy. Càng này dài 5m4. Thu vào là 1,02m, tức là 102cm. Đọt 0,7 ly, cân nặng 180g. Đấy, cân nặng 180g. Cái này cái số 6 nha mọi người. Đây, số 6. 1,4 triệu. Số 6 1,4 triệu. Số 7. Số 7 là một cây cần tay máy phụ Powerlop. Cần tay máy phụ Powerlop nha. Đấy. Hai carbon này. NFT nha mọi người. NFT. Đấy. Đây, cọc của nó đây. Ok. À. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng mọi người, 5 lóng tất cả. Cần tay máy phụ NFT Powerlop. Đây. Ok. Con này dài 4m3. Thu vào là 1m, đọt là 1 ly, cân nặng là 100g, siêu nhẹ nha mọi người. Đấy. Ai mà thích câu tay á, câu tay lấy sách con này về câu cũng khỏe à. Còn thích gắn máy để phụ trợ thì gắn thêm vào. Đấy. Con này rất là đã nha mọi người. Siêu nhẹ nữa. Này là số 7 1,2 triệu nha. Số 7 1,2 triệu. Số 8 là một cây cần Fuji. Cần Fuji Rosa nha mọi người. Cần của thằng Fuji luôn. Đây, chất liệu 2 carbon. Cái cần này giả trúc nha mọi người, giả trúc. Cần này cần tay nha mọi người. Cần tay dài 3m9, thu vào là 93cm, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 80g. Đấy. Cần tay giả trúc rất là đẹp. Cần tay carbon giả trúc nha. Ngoại hình thì khỏi phải chê vào đâu à. 95% trở lên, đẹp mướt luôn. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5 giống nha mọi người. Nó có 5 giống. Rồi, thông số thì mình đã đọc rồi. Cần này cần số 8. Số 8, 900. Số 8, 900.
Đây. Số 9. Số 9 là một cái cần tay Olympic carbon nha mọi người. Cần tay Olympic carbon. Đấy, cần tay Olympic carbon. Cần này cần tay ráp khúc. Cần này cần tay ráp khúc nha mọi người. Nó có tất cả là 6 khúc nhá. Nó có tất cả 6 khúc. Mình cam đoan với mọi người là cần này ngoại hình rất là đẹp nhá. Đấy, cần này giống như ở showroom vậy. Nó về nó nằm ở trong túi bọc luôn. Rất là đẹp. Đấy, ngoại hình của nó 95% trở lên. Đẹp. Đấy. Ok, đẹp sáng bóng. Cần tay carbon ráp khúc hiệu Olympic, dài 5,5 m, thu vào là 1,1 m. Đây, đột là 0,7 ly, cân nặng 300 g. Đây, nó có 6 khúc nha, 6 khúc. Cây này cây số 9. Số 9 1,4 triệu nha mọi người. Số 9 1,4 triệu. Số 9 1,4 triệu. Đấy, nó có cái túi của nó này. Đấy, túi Olympic của nó luôn nha. Đấy, nó về nó nằm y trong túi này luôn đây. Sáng đẹp bảo vệ luôn. Rồi. Tiếp theo là cây cần số 9 là một cây cần tay hiệu Apollo carbon. Đấy. Đây, cái cần này thì chỉ ở dưới này nhìn nó hơi bị xước xước một tí thôi. Còn lại phía trên rất là đẹp nha mọi người. Đây. Cái cần này thì ngoại hình theo mình là cũng nằm ở 88% trở lên. Đây. Cho 90% trở lên nhá, rất là đẹp. Nó chỉ sơ sơ bên ngoài như thế này thôi. Đấy, như cái đoạn này nó bị sơ sơ như thế này thôi. Cần này dài 8,1 m nha mọi người, 8,1 m. Đây, hiệu Apollo carbon này. Đấy. Carbon xịn này. Đây, nhìn cái đường văn của nó là biết rồi. Dài 8,1 m nha mọi người. Đây. Đọt của nó đọt lớn này. Cứng cáp này, đây mình thử uống đọt cho mọi người. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, bảy lóng. Bảy lóng tất cả nha mọi người. Cái cần này này. Cái cần này cần Apollo, chất liệu là carbon nha mọi người. Chất liệu là carbon, dài 8,1 m, thu vào là 1,3 m. Có tất cả là 7 lóng, đọt là 2 ly, cân nặng là 520 g. Cái này cây số 10. Số 10. 1,7 triệu nha mọi người. Số 10 1,7 triệu. Đấy. Rồi, hôm nay là mình 10 cây cần là kết thúc video ngày hôm nay nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ cho video mình trong thời gian qua. Đấy, cũng rất mong là mọi người tiếp tục xem và ủng hộ kênh của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 07 86 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, như thường lệ thì mình cũng nhắc đi nhắc lại là đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người lúc mà nhận hàng là được phép mở hàng ra kiểm tra xem cẩn thận nha mọi người. Đó, đây mọi người phải kiểm tra xem là cần hay là máy gì đó nó có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Đấy, có gì thì báo cho mình để đôi bên cùng phối hợp giải quyết. Còn mình sẽ không chấp nhận những trường hợp mà mọi người cứ không chịu xem hàng rồi cứ nhận hàng bừa rồi bắt đầu báo mình bị này bị kia, mình sẽ không giải quyết đâu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều.